Dạ, An Bình xin hỏi là con nghe thầy dạy thấy chỉ là thấy không đánh giá phán xét. Vậy khi mình thuê người xây nhà làm bất cứ thứ gì mình phải xem họ làm đúng hay sai, hợp lý hay không. Chứ nếu thấy chỉ là thấy vậy thì cứ bỏ qua họ làm sao cũng được. Vậy thì sao ạ? Thấy chị là thấy, là thế này, người đó làm sai là thấy làm sai, người đó làm đúng là thấy làm đúng. Còn mình là ông chủ kia, người ta làm đúng rồi vẫn cứ nói sai để trả tiền ít, cái đó mới là tầm bậy. Chứ còn là thấy thấy như thật là đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Mà chính nhờ cái mà đúng thấy đúng là thấy đúng, sai là thấy sai, tức là thấy đúng như thật á, thì khi lúc đó mới là, mà cái quan trọng là thấy đúng như thật. Bây giờ thấy người ta làm sai mà tâm mình vẫn là thanh tịnh trong sáng, thấy người ta làm đúng tâm vẫn thanh tịnh trong sáng, nhưng mà thấy người ta sai làm sai thì mình chỉ lại cho người ta làm cho đúng thì nó khác. Cho Đức Phật là ngài đệ tử làm sai thì ngài ngài nói sai rồi ngài chỉnh lại cho đúng, rồi Đức Phật ngài luân hồi sinh tử sáng. Đó. Cho nên nó trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe mới là có thể thấy được toàn bộ cái thế giới này như chân như thật. Còn nếu không á, là toàn thấy trong cái ảo tưởng của chính mình thôi. Người ta sai cũng cho là đúng, người ta đúng cũng cho là sai, như là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi hát cái bộ hát cái bộ hồng cũng méo vậy đó. Đó thầy nói trong thấy chỉ thấy, trong trong nghe chỉ nghe, có nghĩa là không không là không phải là trong thương thì trái ấu cũng tròn, mà cũng thì trong ghét bộ hồng cũng méo, đó là vậy thôi. Hết câu hỏi. Rồi bên trong đã hết câu hỏi. Dạ đây ai còn gì hỏi nữa. Còn không, còn có 5 phút rồi ngồi ăn bánh đi. Giờ đây có bánh không? Cái tánh tình đó, nó khác với là cái tánh. Chữ tánh là nó cũng cũng có nhiều nghĩa. Cái tánh mà trong cái tánh tướng thể dùng á, thì cái chữ tánh đó tức là cái bản chất mà thực nhất của một sự vật á. Đó. Còn cái hiện tượng mà mình thấy ra thấy nghe được á, cái đó là tướng. Đó. Rồi cái mà cái chất liệu mà nó tạo ra cái đó cái gì á, cái đó gọi là thể, và cái đó là để dùng làm cái gì á thì gọi là dụng, đó tạm gọi là tánh tướng thể dụng. Thì cái từ tánh đó nó khác. Còn bên này á, cái mà nói là cái bản tánh của mỗi người á, thì cái này gọi là đúng đúng nghĩa của nó đó, gọi là tập. Cái này đúng nghĩa của nó là gọi là tập, nhưng mà tại vì người ta dùng quen là cái giống như tính tình, cái chữ tánh tánh này tức là cái tánh tình của mỗi người á. Chính người người này thì tánh tham, người này tánh sân, người này tánh si, người này tánh gì đó, tánh nhu, thì người ta tánh cương rồi chẳng hạn đó, thì cái tánh đó là mỗi người là do cái tập khí, cho nên đúng đúng nghĩa của nó là phải dùng nó là chữ tập chứ không phải là chữ tánh. Thì trong nho nho giáo người ta nói là tánh tương cần, tập tương viễn. Tánh thì nó thí dụ như bây giờ đây là nước chanh, đây là nước cam, đây là nước sữa, đây là nước nè, thì cái tánh nước ấy là giống nhau cho nên gọi là tánh tương cận. Nhưng mà tập tập tức là cái mà nó thêm vào đó này, thì thêm vào chanh thì nó ra nước chanh, thêm vào cam ra nước cam, thêm vào sữa ra nước sữa, đó thì cái đó là tập tương viễn.
Thì cái mà huân tập của mọi người đó nó xa. Bây giờ tại sao mà người người Nam với người Bắc có nhiều cái khác nhau? Là tại vì cái tập của họ đó, cái tập tức là cái mà họ thu thu thập vào đó, cái thu thập qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của họ ở tại miền Bắc nó khác với cái người miền Nam, người ta thu thu thập vào cái mắt tai, trong mắt tai mũi lưỡi thân ý cái khác. Ví dụ như là miền Nam thì toàn là đồng bằng, ví dụ vậy, còn miền Bắc thì toàn núi non, thì đó cho nên đó, nó khác nhau. Thì vì cái tập khác nhau đó, đó cho nên đó, mỗi người mỗi khác, cho đó mới nói là tập tương viện. Cái tập là mỗi người xa nhau, nhưng mà tính thì tương cận. Đó. Thì khi mỗi người mà đều mà giác ngộ ra cái Pāpassara Citta đó, trở về được cái Pāpassara Citta đó, thì giống nhau hết. Cho nên cái sự giác ngộ là đều giống nhau hết. Nhưng mà cái kiến thức mà bên ngoài á, thì mỗi người mỗi khác, người Ấn Độ thì kiến thức khác, người Việt Nam kiến thức khác. Vì cái đó là tương viện. Thì Đức Phật á, Ngài chỉ cần là làm sao mà anh giác ngộ được cái tánh đó thôi. Còn cái tướng anh sao đó là tướng. tướng đó miệng sao đừng có bất thiện là được. Đó. Chứ còn tướng sao cũng được. Còn bây giờ nhiều khi mình tu là mình bắt mọi người đều giống nhau hết. Đó. Giống như tu là gần như là tướng rồi gì cũng phải giống nhau hết trơn á. Đó. Chẳng hạn như bắt mặc y phục phải giống nhau. À, hay là bắt phải làm cái gì giống nhau đó. Đó, thì cái đó thật ra là cái đó không phải là tánh, cái đó chỉ là tướng. À, mà cái tướng đó, nó tướng viễn, nó không giống nhau. Đó. Thì á, cái giang sơn á là dễ đổi, bởi vì giang sơn thì nó là vô thường, cho nên là nó thay đổi. Nhưng mà một cái người mà cái tính cái người nó đã cố chấp rồi á là khó thay đổi lắm. Tức là đã hình thành, đã tập thành một cái thói quen, một cái gọi là cái tập khí, thì bây giờ là rất khó đổi. Cái tính vậy rồi thôi, nói hoài cũng được. Nói hoài cũng cứ vậy. Nhưng mà không sao, Đức Phật là Ngài nói là vừa trên cái tướng nào thì tướng, miệng sao là giác ngộ được cái tánh là được. Đó. Miệng sao mà ai là sinh hữu tác thành cái gì đó thì sinh hữu tác thành, nhưng mà miệng sao giác ngộ ra được không sinh cũng hữu, không tác không thành là được. Đó. Cho nên trong thời Đức Phật á, mặc dù là người xuất gia đó, nhưng mà mỗi vị đều mỗi khác. Người thì đã như ta thích ứng với cái hành đầu đà, như thế đó, như Ngài đầu đà cực khổ muốn chết mà cứ mà ngài ca diếp mà Ngài vẫn cứ thích đầu đà đó. Đức Phật Ngài nói thôi bỏ bớt ấy. Giờ ông giác ngộ rồi bỏ cho trình điện chi nữa, thì là không, tại quen rồi. Quen rồi bây giờ cứ vậy thôi. Thì cái đó là tập cho nên á, các ngài là mỗi người mỗi khác, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, mỗi người mỗi khác ấy. Còn bây giờ một ông thầy á, mà muốn đệ tử mình là phải giống y như là một kiểu thôi. Tức là bây giờ là trở thành là các cái nhà đúc, mà cứ đúc gạch hay đúc gì đó, cứ đúc một khuôn thôi. Kiểu đó. Còn hồi Đức Phật là không vậy. Đức Phật là chỉ cần mọi người giác ngộ lại mình, cái ội thì cứ giác ngộ ội đi, cam thì cứ giác ngộ cam đi, bưởi thì giác ngộ bưởi đi là được, miệng sao giác ngộ là được. Rồi, xin chào mọi người.